Ghi đi, ghi đi. Ghi hẳn đi, ghi hẳn vào. Cái đề ghi hẳn vào. Không. Cái đề lên, cái đề lên, cái đề lên. Ký đề lên. Chiều nay có thể thanh toán tiền đồ đồ lại. Hôm nay thì cháu à? Anh ký đi, đi viết hết đi. Rồi. Bây giờ đô đọc đi, Cộng hòa xã hội đi. Đây đây bạn đọc đi. Đô bắt đầu đọc đi, Cộng hòa xã hội. Cộng hòa xã hội Trung Nghĩa Việt Nam. Ui. Đọc đi, đọc đi. Cộng hòa xã hội Trung Nghĩa Việt Nam, độc lập tự do Hàn Quốc. Chị Phan N. Hà Nội ngày 24/11/2023. Chị Nha, Đinh, Đinh Vai. Ông bà Nguyễn Thành Đô. Sinh ngày 23/2. Năm 1993. Số hộ chi, số căn cước. 044 093 0073 29 ngày cấp 25/9 2022 hộ khẩu thường trú Thiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình. Thời hạn hợp đồng lao động 3 năm. Trong ngày bay sang Đài Loan dự kiến 26/11/2023. Bên B. Đi, đi cho bay. Anh đọc đi. Ông bà Nguyễn Sinh Hiếu, sinh ngày 5/5/1987. Đứng sát vào. Căn cước công dân 02/025/087/000/14 ngày cấp 10/7/2021 nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hộ khẩu thường trú Tân Tây Đô Tân Lập Đan Phượng Hà Nội. Bình Bảo Lành. Anh ra đó. Tôi Nguyễn Hữu Giang sinh ngày 25/5/1981 số căn cước công dân 400 8100593 cấp ngày 11/8/2021 nơi cấp công an tỉnh Quảng Bình, hộ khẩu thường trú Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình, quan hệ với người vay tên anh rể anh của bên vay của bên vay Nguyễn Thành Đô. Nguyễn Thành Đô, số điện thoại của tôi là 0977154037. Số tiền vay 200 triệu Việt Nam đồng, lãi suất 0%. Ngày hết hạn hợp đồng. Thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh. Ngày hết hạn hợp đồng vay là ngày 26/5/2024. Lý do vay? Lý do vay nhằm mục đích sang Đài Loan không bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty, nhà máy, viện dưỡng lão, trụ sở chung cư trú bất hợp pháp. Công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông bà Nguyễn Thành Đô phải đặt cọc 200 triệu Việt Nam đồng cho công ty xuất khẩu lao động như ông bà Nguyễn Thành Đô không thể chuẩn bị được số tiền mặt tiền đặt cọc nên nhờ ông bà Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1987 cho vay số tiền trên cam kết của bên bảo lãnh. Tôi Nguyễn Hữu Giang xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà Nguyễn Thành Đô vay số tiền 200 triệu đồng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh mà ông Nguyễn Thành Đô bỏ trốn khỏi nơi làm việc trở thành lao động bất hợp pháp thì tôi sẽ chịu trách nhiệm phải trả số tiền cho ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ sử dụng thông báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền đến ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền đến tịch thu tài sản nhà cửa đất đai với trị giá 200 triệu đồng mà tôi không được phép kiện tụng bất kỳ điều gì. Đô đọc hết đi. Tôi tự nguyện hiện lại các giấy tờ góp sáu để đảm bảo căn cước công dân để khai sinh bằng tốt nghiệp cấp 3. Cam kết của cho vay đến ngày 26/5/2024
ngày hết hạn hợp đồng vay tiền 6 tháng. Tôi với Nguyễn Thành Đô đi vay không bỏ trốn. Thì giấy tờ vay tiền vay nợ này vô giá trị, sẽ không còn nợ bất kỳ hợp một đồng nào của ông Nguyễn Thành Hiếu, và mọi giấy tờ mà bên vay để là sẽ được hoàn trả đầy đủ. Thử nói miệng không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay này làm bằng chứng kèm theo video cam kết của người bảo lãnh. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết này được có hiệu lực từ ngày 26/11/2023. Giấy vay nợ này được hình thành 3 bản, một đến từ một khoản có giá trị tương đương nhau. Bên vay đọc đi. Bên vay chỉ rõ họ tên, bố, mình là đâu. Anh đọc bảo lãnh. Bên bảo lãnh là vay là người điều tra. Vâng, anh Nguyễn Thành Đô, anh đã hiểu rõ nội dung giấy vay nợ đấy chưa? Dạ rồi. Hiểu rõ rồi đúng không? Cả anh Nguyễn Hữu Giang đã hiểu rõ người bên bảo lãnh mình có trách nhiệm như thế nào đúng không? Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ.